Xin chào các bạn. Trong video này cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta tạo ra sử dụng cái giao diện trên Microsoft Teams. Và đầu tiên trên dãy hòa khi mà chúng ta nhìn thấy trên giao diện Teams thì bên dãy bên trái chính là các cái thanh chức năng. Trên thanh này nó sẽ có các cái tab sau. Thứ nhất là tab hoạt động cho phép chúng ta có thể nhìn thấy các cái thông báo. Nó sẽ hiển thị các cái thông báo và các hoạt động của bạn trên từng nhóm mà bạn đang tham gia. Tab thứ hai chính là tab trò chuyện. Ở trong tab này thì bạn có thể trò chuyện với các thành viên trong nhóm của mình hoặc là chat riêng tư với một ai đó. Và tab thứ ba là tab nhóm, nó sẽ hiển thị các cái nhóm mà giáo viên đã tạo ra và có chứa tên mình ở trong đó. Mình là thành viên thì trong cái nhóm này của mình nó sẽ hiển thị cái nhóm mà giáo viên đã tạo. Như các bạn thấy ở đây là một trong nhóm này của bạn sinh viên này có một nhóm. Tiếp theo trong một bài tập này thì nó sẽ hiển thị ra các cái team đúng không ạ, có chứa bài tập đó thì các cái team nó sẽ hiển thị thì các bạn sẽ nhấn vào cái từng cái team riêng và chúng ta sẽ nhấn vào đó, chúng ta sẽ làm bài tập và gửi bài tập cho giáo viên. Một trong tab lịch này nó sẽ hiển thị những cái lịch mà do giáo viên đã tạo ra và có chứa mình là thành viên trong đó thì tự động trên lịch của mình cũng sẽ hiển thị ra lịch, hoặc là chúng ta cũng thể tạo ra những lịch cá nhân cho riêng mình. Trong một cuộc gọi này thì bạn có thể gọi điện trực tiếp, có thể gọi điện trực tiếp cho cá nhân hoặc một nhóm nào đó, giống như việc là bạn gọi điện bằng Zalo hoặc là Messenger trên Facebook chẳng hạn. Rồi trong mục tệp này nó sẽ hiển thị các cái tệp mà gần đây mà bạn đã làm việc, hoặc là các cái tệp ở trong từng nhóm, các cái tệp mà bạn đã thực hiện tải xuống, hoặc là các cái tệp hiển thị trên Android. Tiếp theo trong mục 3 chấm này, bạn cũng có thể là tạo ra những cái ứng dụng và chúng ta tích hợp thêm vào trên Microsoft Teams. Và mục ở phần dưới các bạn sẽ nhìn thấy đó chính là chúng ta có thể tải ứng dụng xuống mobile phone của chúng ta và chúng ta cài đặt trên điện thoại di động. Trên giao diện này thì các em cũng sẽ thấy có một cái mục đó là cho phép chúng ta tấn vào đó và chúng ta sẽ tạo ra cái cuộc hội thoại trò chuyện mới, có thể là giữa sinh viên với sinh viên, hoặc có thể sinh viên với giáo viên, hoặc cả giữa sinh viên với một cái nhóm nào đó, chúng ta chắc có một cái nhóm mà có ta là thành viên ở trong đó. Ở đây các bạn sẽ nhập tài khoản vào đây, sau đó chúng ta nhấn add vô, sau đó chúng ta tiến hành nhập cái tạo ra cuộc trò chuyện, sau đó chúng ta sẽ nhập cái nội dung câu hỏi ở đây. Giả sử bạn sinh viên này đang nhắn tin cho cô và hỏi một số vấn đề liên quan về môn học chẳng hạn. Các bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy ở phần dưới chúng ta có thể định dạng những cái hình ảnh cho xin lỗi, định dạng cái kiểu chữ cho cái đoạn nội dung, hoặc là chúng ta cũng có thể đính kèm bằng cách chúng ta nhấn vào mục tệp này, chúng ta nhấn vào chia sẻ tải tệp từ máy tính lên. Thì sau khi chúng ta nhấn vào mục này thì cái tệp này sẽ được chia sẻ giữa trong cái nhóm giữa cô Yến và trong cái cuộc hội thoại giữa cô Yến và bạn sinh viên này. Và bạn cũng có thể nhấn vào mục góc bên phải này thêm một cái thành viên mới tham gia vào cái nhóm này. Xin lỗi, tham gia vào cuộc hội thoại này. Vậy thì trong một cái nhóm này, chúng ta sẽ vào chi tiết từng nhóm xem nó sẽ có những cái gì trong này. Bạn sẽ nhìn thấy ở đây chính là nó sẽ có những cái mục đó là bài đăng, các cái tác bài đăng nó thể hiện các cái sự tương tác của hội thoại giữa sinh viên và học sinh trong nhóm. Trong mục tệp này chúng ta có thể là tải các cái file tài liệu mà giáo viên gửi cho chúng ta tải về. Tiếp theo là cái mục class notebook, chính là cái sổ tay của học sinh hoặc là của giáo viên của học sinh. Trong mục bài tập
thì chúng ta có thể chúng ta sẽ thấy chứa các cái bài tập hoặc là bài thi trắc nghiệm được giáo viên giao cho. Và trong mục play là chúng ta sẽ xem những cái điểm, đúng không ạ? Giáo viên chấm điểm xong thì chúng ta vào đây xem. Bên góc bên phải trên tay trái, bên phải trên cùng là cái về liên quan đến quản lý tài khoản, thì chúng ta có thể thay đổi bức ảnh, cái ảnh cho cái hình đại diện cho cái tài khoản của chúng ta có thể đăng xuất, chúng ta có thể cài đặt. Ừ, chúng ta hiển thị cái ngôn ngữ trên Microsoft Teams theo ngôn ngữ mà chúng ta mong muốn, thì các bạn tích vào mục này và chúng ta chọn ngôn ngữ mong muốn. Tiếp theo trong cái mục thiết bị này chúng ta có thể cài đặt một cái thiết bị như là loa, microphone hay là thiết bị camera, mình có thể cài đặt ở đây. Rồi, như vậy là cô vừa hướng dẫn xong cho các bạn sơ qua về cái giao diện trên Microsoft Teams trên máy tính. Vậy thì cách chúng ta tải cái tài liệu trên máy trên nhóm của chúng ta về máy tính như thế nào thì các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vào cái mục nhóm này. Khi giáo viên đã gửi tài liệu vào nhóm, các bạn sẽ vào nhóm và trong mục tệp, các bạn sẽ tiến hành tải xuống bằng cách chúng ta nhấn vào mục tài liệu lớp học. Sau đó chúng ta nhấn vào phần tải xuống, chuột phải vào cái tệp đó và chúng ta nhấn vào tải xuống. Quá trình tải xuống đang được tiến hành và chúng ta đã thấy là đã tải xuống cái giáo trình này. Thì chúng ta sẽ nhấn vào đây, chúng ta mở lên. Thì cái giáo trình này sẽ được lưu ở trong cái mục download của máy tính. Các bạn sẽ thấy ở trong mục download của máy tính. Đấy. Vậy để có thể tham gia vào buổi học thì các bạn sẽ làm như sau. Trên máy tính các bạn sẽ có hai cách để chúng ta tham gia vào lớp học trực tuyến. Cách thứ nhất là khi chúng ta khi giáo viên thực hiện tạo nhóm thì đã có thêm thành viên trong lớp, và khi đó trong mục nhóm sẽ chứa của các em sẽ xuất hiện những cái nhóm mới mà giáo viên đã tạo ra. Có hai cách mà chúng ta có thể thực hiện trên máy tính, đó là chúng ta có thể vào tab lịch và chúng ta có thể vào tab nhóm. Để chúng ta có thể tham gia vào lớp học. Vậy trong mục nhóm này, nếu như chúng ta muốn tham gia thì chúng ta sẽ nhấn vào mục chúng ta sẽ nhấn vào mục này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào, các bạn sẽ thấy là ở những cái phần này thầy cô đã tạo cái lịch sẵn cho chúng ta, là cái lịch này, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào dấu ba chấm này, chúng ta xem chi tiết cuộc họp. Sau đó chúng ta nhấn vào mục tham gia. Sau đó chúng ta nhấn tham gia. Thì khi nhấn vào tham gia này thì các bạn sẽ nhấn vào mục, ở đây là chúng ta bật micro đúng không ạ? Bật tắt mic. Đó. Các bạn có thể nhấn vào đây, chúng ta nhấn vào tham gia ngay. Thì khi đó cửa sổ kết nối sẽ tự động kết nối vào trong cái buổi họp của chúng ta. Ở đây cô sẽ lưu ý xin thêm với các bạn là có một số môn học thì một tuần sẽ phải dạy 2 buổi, thì các thầy cô đã tạo ra những cái lịch. Vậy chắc chắn rằng các bạn sẽ nhìn thấy có hai cái dòng chữ màu xanh giống như thế này ở 2 buổi khác nhau. Ví dụ ở đây thầy cô các bạn sẽ thấy là thứ hai ngày 13 tháng 4 chẳng hạn, thì hoặc là một cái buổi khác chúng ta sẽ nhìn thấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy thêm một cái buổi khác là thứ sáu ngày 17 tháng 4, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì sẽ tùy từng buổi, ví dụ hôm nay là thứ hai, các bạn sẽ, vậy chúng ta sẽ nhấn vào mục ba chấm của buổi thứ hai này, chúng ta xem chi tiết cuộc họp và chúng ta nhấn vào tham gia. Và đến thứ sáu chúng ta sẽ lại nhấn vào cái lịch của cuộc họp ngày thứ sáu và chúng ta nhấn vào xem chi tiết cuộc họp và chúng ta cũng nhấn vào tham gia. Thì đấy là cái lưu ý mà cô muốn nhắc các bạn. Cách số 2
Và chúng ta sẽ vào phần lịch này, chúng ta cũng có thể tham gia được bằng cách chúng ta sẽ đi tới cái thời gian đó, đúng không ạ? Đi tới cái ngày giờ chúng ta học bài. À, xin lỗi. Bằng cách là chúng ta sẽ đi tới cái thời gian mà sẽ tiến hành sẽ tiến sắp diễn ra cái buổi học đó, chúng ta nhấn vào cái phần lịch này, chúng ta chuột phải và chúng ta chọn là tham gia trực tuyến. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ dẫn đến cái cửa sổ để chúng ta kết nối với cái vào trong cái buổi học. Đó là hai cách mà cô hướng dẫn cho các bạn ở trên máy tính. Vậy thì tuy các bạn lưu ý rằng nếu như chúng ta sử dụng Microsoft Teams trên điện thoại thì để tham gia được cuộc họp á, thì các bạn sẽ phải vào cái tab lịch. Như buổi trước cô đã hướng dẫn trong một cái video là các bạn sẽ phải vào phần lịch và nhấn vào tìm đến cái lớp mà mình muốn học, đúng không ạ? Và cái tiết sẽ là cái lớp mà sẽ sắp diễn ra cuộc họp đó và chúng ta nhấn vào nút tham gia. Chứ ở trong cái mục nhóm ở trên máy tính, xin lỗi, chứ ở trong cái mục nhóm ở trên điện thoại thì nó sẽ không hiển thị ra cái mức để cho chúng ta tham gia, chỉ có ở trên mục lịch là thôi. Vâng, một số các chức năng cần thiết khi mà các bạn tham gia buổi học là khi chúng ta vào buổi học thì thường là mic sẽ được tắt. Vậy thì khi mà chúng ta muốn nói hoặc là muốn phát biểu, chúng ta sẽ nhấn vào đâu? Để các bạn hoặc là chúng ta muốn bật cái camera thì ta nhấn vào đâu? Thì ta sẽ nhấn vào cái mục này, đây là mục bật tắt tiếng. Và bên cạnh cái nút bật tắt tiếng chính là nút bật tắt camera. Ngoài ra chúng ta có thể là hiển thị cái cuộc hội thoại chat tương tác giữa sinh viên với học sinh ở cái mục này. Chúng ta có thể hiển thị tất cả những bạn mà đang tham gia trong cuộc họp, trong buổi học. Ngoài ra chúng ta cũng có cái chức năng là ghi, đúng không ạ? Hiện tại là cái buổi học này của tôi đang được ghi thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có nút cái màu đỏ ở trước cái camera, trước biểu tượng camera. Và muốn dừng ghi thì chúng ta nhấn vào cái nút ba chấm và chúng ta chọn dừng ghi thì nó sẽ kết thúc. Chúng ta có thể chuyển sang chế độ toàn màn hình bằng cách chúng ta nhấn vào mục toàn màn hình. Hoặc là chúng ta muốn làm mờ cái chế độ khi mà chúng ta bật camera thì cái khung phía sau chúng ta muốn làm mờ đi, chỉ hiển thị mỗi cái nền cái khuôn mặt của mình thôi, thì các bạn sẽ nhấn vào đây là các cái chế độ làm mờ. Ngoài ra một cái chức năng rất là hay khi mà một cái vấn đề là khi mà các bạn muốn thuyết trình, đúng không ạ? Các bạn làm một cái báo cáo và các bạn muốn thuyết trình trước lớp và giáo viên cũng muốn các bạn sẽ phải thuyết trình trước lớp thì các bạn dùng chức năng là chia sẻ và các bạn sẽ nhấn vào mục chia sẻ màn hình ở đây hoặc là chia sẻ cửa sổ. Thì ở đây nếu như cái sự khác nhau giữa chia sẻ màn hình và chia sẻ cửa sổ là nếu như chúng ta chia sẻ màn hình thì nó sẽ hiển thị toàn bộ những cái thao tác, những cái gì mà chúng ta đang làm việc trên màn hình của máy tính của chúng ta. Còn hiển thị cửa sổ thì là nó sẽ hiển thị, giả sử bạn muốn trình chiếu file Excel thì các bạn có thể nhấn file Excel ở đây. Bạn muốn hiển thị trình chiếu cái file PowerPoint thì chúng ta cũng trong một cửa sổ này nó hiển thị file PowerPoint thì các bạn cũng sẽ nhấn vào mục PowerPoint. Thì đây là một cái chức năng rất là hay. Để giả sử sinh viên sinh viên có thể ở nhà và sinh viên cũng có thể nói và báo cáo giống như là báo cáo trước lớp vậy. Ở cái mục này thì giả sử khi mà chúng ta báo cáo mà chúng ta cần báo cáo có cái dạng là âm thanh, là một cái video nào đó hoặc là một cái file MP3 nào đó chúng ta mở lên và muốn cho cả lớp nghe thấy thì chúng ta sẽ tích vào cái mục là bao gồm âm thanh hệ thống này, thì cái video đó hoặc cái âm thanh đó nó mới phát ra loa và cho các bạn ở trong lớp và cô.
À, cũng một cách khác trong quá trình các bạn muốn chia sẻ cái file trình chiếu hoặc là một cái tệp tin nào đó với lớp thì các bạn sẽ sử dụng, đó là chúng ta sử dụng chức năng chia sẻ và chúng ta dùng duyệt. Thì trong cái mục này bạn sẽ nhìn thấy là duyệt tới cái chúng ta có thể dùng cái tệp tin ở một cái nhóm khác, chúng ta lấy ở trên OneDrive hoặc là chúng ta có thể là tải lên từ cái tải một cái tệp hoặc cái bài file trình diễn từ máy tính của chúng ta lên. Đấy, giả sử cô sẽ chọn từ máy tính thì chúng ta sẽ tìm đường dẫn tới cái file mà chúng ta sẽ muốn tải lên. Ở đây nó hỏi là muốn tải lên cái vị trí tải lên cái tệp ở trong cái nhóm của mình không, thì chúng ta sẽ nhấn vào mục là tải tệp lên, và sau khi chúng ta tải lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cửa sổ màn hình. Đây là cái file PowerPoint rồi là trình chiếu, đây chính là cái giao diện file PowerPoint. Vậy thì ở đây chúng ta có thể trình chiếu ngay trong cái màn hình cửa sổ Microsoft Teams, và chúng ta có thể di chuyển này. Chúng ta có thể ngăn không cho những người khác tham gia cái gì điều khiển cái bài trình bày của chúng ta này. Chúng ta có thể nhấn vào nút dừng trình bày khi chúng ta muốn kết thúc dừng trình bày. Như vậy là cô vừa chia sẻ xong với các bạn hai cái phần trong nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng những nội dung mà cô vừa chia sẻ sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình chúng ta học online nhé. Xin chào các bạn.